Hello, hello. Đây là công đoạn ráp cổng đám cưới của bạn Lưu Cẩm Thảo và Lee Sang Jun. Why do you see me? Âm thanh ánh sáng bánh sinh nhật. Quay vậy. Tông vàng đẹp chưa? Còn mấy cái quả có trên da giường nữa kìa. Chút đều mới dắt ra mẹ tiền kìa, rồi lụm đâu hả? Đâu có lụm, mở cửa ra nó nằm dãy bên bông với nó xong rồi bà bảy á. Xin lỗi chờ hay à thấy gì à Thảo. Thảo nó gặp nó đi cái lần quay hả? Âm thanh ánh sáng Nguyễn Tường. Quay ra ngoài, quay ra ngoài. Cười lên ơi. Đó, cười lên, nhìn đây, nhìn đây. Hai ba. Cười lên nha. Hai. Cường nhìn đây. Nhìn qua cô ba nè, nhìn lên cô ba kìa. Tụi bay nha chị. Hai ba. Nắng chói mặt. Đỡ chú Quỳnh nha, đỡ chú Quỳnh nha. Đỡ chú Quỳnh. Chú Quỳnh coi đẹp quá đẹp. Vậy em gỡ chú Quỳnh cho chú Quỳnh coi. Con mặc đồ xấu rồi, chiều không mặc đồ đẹp chứ. Đi con. Đi về. Không. Đi về. Đi về, đi về chiều qua chơi. Nè ổng nè. Ở đây với cô ba nha, mẹ về nha. Mẹ ơi. Ở đây với cô ba về, mẹ đi về à. Hai mẹ đi về à. Đi về à. Mẹ đợi ở đây. Ở đây chơi hả? Chiều qua ông ơi. Chiều qua chiều bận đồ đẹp qua. Chiều mặc đồ đẹp qua. Trời ơi, hồi sáng la gom hết trơn. Không được, có nhét vào miệng dơ nè. Trời dữ dằn không? Có em bon cho dữ dằn không? Mai hàng già, hàng già giới thiệu. Hàng đẹp hàng cái lắc nè. Dạ, hàng già biết cái dằn. Ờ, đều lắc hả? Lắc hồng này cái ti nữa nè cô ba ơi. Thôi đi về. Cô ba cũng đi về luôn. Đây. Đi về. Đây. Đây. Đi về luôn ơi. Về. Chúng tôi về. Đây. Đi về luôn. Đây. Đi nhà ăn cơm. Đi nhà ăn cơm.